Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 11 tháng 4 trên kênh VTVN và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, ở miền Bắc trong những ngày tới trời sẽ có nắng mạnh. Dự báo ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng như ngày mai ở các tỉnh thành phố Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc tăng lên ở mức từ 35 đến 38 độ. Vì thế, trời có thể xuất hiện cảm giác nắng bức về trưa và chiều. Dự báo trong đêm nay, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất hầu khắp khu vực Trung Du và Đồng Bằng dao động ở mức từ 18 đến 21 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ không kéo dài lâu. Từ ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 4 sắp tới, do ảnh hưởng bởi nén rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, sẽ gây ra một đợt mưa nhỏ mưa vừa cho các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Lưu xuống thời tiết miền Trung cũng như miền Bắc, các tỉnh miền Trung cũng với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Do nhiệt độ ngày hôm nay và ngày mai ở miền Trung, khu vực các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế cũng như khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận với mức nhiệt sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ, khả năng xảy ra nắng nóng nhẹ trong khoảng trưa và đầu giờ chiều. Riêng tại các điểm vùng núi phía Tây như Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà và Nam Đông còn chịu ảnh hưởng yếu của hiệu ứng gió phơn nếu nhiệt độ ngày cao từ 34 đến 35 độ. Và đây cũng là những nơi xảy ra nắng nóng cục bộ tại miền Trung. Lưu xuống thời tiết phía Nam, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này trời cũng đều có nắng nóng với cường độ nắng mạnh. Về đêm nay, tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ ngoài trời vẫn thấp chỉ từ 20 đến 22 độ, trời sẽ lạnh và có sương mù nhẹ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ về đêm mát mẻ từ 24 đến 26 độ. Sang đến ngày mai, ngưỡng nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên sẽ tăng cao từ 31 đến 33 độ. Cục bộ một số nơi tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiều nơi ở miền Đông xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ thấp hơn ở mức từ 33 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có gió xoáy, mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa dưới 10 km, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Còn với khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có cường độ gió Đông Bắc giảm còn ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa dông vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.